phá đường dây đánh bạc trá hình hơn 200 tỷ đồng. Đôi tình nhân lập đường dây mua bán thận, giá gần 1 tỷ đồng mỗi quả. Lý do là dự án điện gió ở Đăng Nông vẫn án bình bất động. Chính thức nâng tốc độ 6 tuyến cao tốc lên 90 km h Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết. những người trẻ thầm lặng dọn rác vì môi trường. Cả làng góp gạo làm điều cảm động ở sân đình ngày cuối năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức trên kênh youtube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức quyền chọn nhị phân BO với số tiền hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ 12 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố. Đầu tháng 1 năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đánh bạc bằng hình thức quyền chọn nhị phân BO trên sàn giao dịch kinan5.net. Qua công tác điều tra, công an xác định cầm đầu đường dây là Hà Văn Hiếu, sinh năm 1999, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Để điều hành, hiếu lập các nhóm đại lý cấp dưới ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Khi giới thiệu được người chơi tham gia, đại lý sẽ được hưởng hoa hồng. Riêng tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1996, chú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ. Dù việc đăng lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy, sinh năm 1996, chú xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Trương Văn Công, sinh năm 1997, chú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 28 tháng 1 năm 2024 đến ngày 3 tháng 2 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tăng vật thu giữ gồm 16 điện thoại di động các loại, hai bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính sách tay, một CPU, Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 6 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can từ công nguyên sinh năm 1985, chú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Đặng Hoàng Bích Ân sinh năm 1982, chú huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1987, chú huyện Ba Vì, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Diễm, sinh năm 1990, chú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Cơ quan công an cũng xác định Từ Công Nguyên là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận này. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện. Chúng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi, che giấu hành vi phạm tội, địa bàn hoạt động rộng, liên quan đến nhiều địa phương. Theo đó, từ công nguyên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phụ trách việc tìm kiếm người bán, người mua thận, rồi bàn bạc, phân công các đối tượng khác tham gia thực hiện. Đặng Hoàng Bích Ân, chung sống như vợ chồng với Nguyên, được phân công đưa người bán thận đi làm các thủ tục xét nghiệm và nhận tiền hưởng lợi bất chính từ gia đình bệnh nhân. Còn Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Ngọc Diễm thực hiện việc đưa người bán đi thực hiện các xét nghiệm nhóm máu và các chỉ số HLA. Sau khi các ca ghép thành công, ân nhận tiền từ người nhà bệnh nhân và chuyển tiền cho các đối tượng như đã thỏa thuận trước. Cơ quan chức năng cho hay, nguyên thường xuyên lên internet tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin cần người hiến thận nhóm máu ABO. Sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 380 triệu đồng đến 450 triệu đồng trên trang hộ nhóm hiến thận nhân đạo. Tìm được người bán thận Nguyên đề nghị họ tới Hà Nội và phân công các đối tượng để làm xét nghiệm máu HLA tại bệnh viện và hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để hợp thức hóa việc mua bán thận. Khi có kết quả xét nghiệm của người bán, Nguyên tiếp tục đăng thông tin nhóm máu, chỉ số HLA lên Facebook để tìm người mua thận và trực tiếp thỏa thuận trả tiền mua một quả thận với giá từ 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Khi tìm được người mua, Nguyên đưa người bán, người mua tới bệnh viện để làm thủ tục lấy mẫu đo chéo. Nếu kết quả trùng khớp chỉ số HLA cho từng cặp thì thực hiện ca phẫu thuật cắt ghép thận tại bệnh viện. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện chót lọt 4 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi từ 200 đến 320 triệu đồng một vụ. Hiện trên địa bàn tỉnh Đăng Nông có 6 dự án nhà máy điện gió với tổng số vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi xây dựng, các dự án điện gió ở Đăng Nông từng được kỳ vọng sẽ đóng thuế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Tuy nhiên đến nay mới có một dự án đi vào hoạt động. 5 dự án vẫn án bình bất động. Đến nay, chỉ có dự án nhà máy điện gió Đắc Hòa 1, tổng vốn khoảng 1.624 tỷ đồng, đã hoàn thành và phát điện thương mại. Còn 5 dự án điện gió chưa đi vào hoạt động vì còn nhiều vấn đề cần giải quyết sau kết luận của thanh tra chính phủ. Địa phương đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục các tồn tại đã được nêu. Tỉnh Đăng Nông cũng đề xuất chính phủ sớm có cơ chế để các dự án điện gió được hoạt động, tránh lãng phí cho xã hội. Trước đó, thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án nhà máy điện gió ở Đăng Nông. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăng Nông đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án nhà máy điện gió gồm Nam Bình 1, Đắc Hòa, ASEAN Đắc Song 1, Đắc Nờ Nung 123. Tuy nhiên, vị trí các khu đất thực hiện dự án điện gió chưa được quy hoạch sử dụng vào mục đích xây dựng công trình năng lượng. Cụ thể, 5 dự án nhà máy điện gió được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăng Nông cho chủ đầu tư thuê đất với tổng diện tích gần 65 hectare nằm trong khu vực quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bôxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt. Ngoài ra, thanh tra chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong việc khởi công, nghiệm thu và vận hành thương mại các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Đăng Nông. Trong số này, nhà máy điện gió Nam Bình 1, Đắc Hòa, Đăng Nông 123 đã khởi công xây dựng khi đất xây dựng chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăng Nông cho thuê. Riêng dự án nhà máy điện gió Nam Bình 1 khởi công xây dựng khi chưa có thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương. Thanh tra chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra liên quan đến việc xử lý, sử dụng đất thực hiện đầu tư năm dự án điện gió, trừ dự án điện gió Asia Đắc Song 1 do chưa xây dựng, trồng lấn trên đất quy hoạch. Nếu 6 dự án điện gió hoàn thành, dự kiến sẽ đóng cho lưới điện quốc gia khoảng 430 MW, đồng thời nộp ngân sách nhà nước khoảng 200 tỷ đồng một năm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức phê duyệt một số dự án đường cao tốc băng Nam phía Đông để đưa vào vận hành, khai thác sẽ được điều chỉnh tốc độ khai thác lên tới 90 km/h thay vì 80 km/h như trước đây. Các tuyến cao tốc này gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Lào Cai Kim Thành. Trước đó, Cục Đường Bộ đã đề xuất nâng tốc độ từ 80 km h lên 90 km h với 9 dự án cao tốc. Tuy nhiên, lần này chỉ có 6 dự án chính thức nâng tốc độ. Trong 3 dự án còn lại, tuyến Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo chưa thông xe, tuyến Cao Bồ Mai Sơn chưa đủ điều kiện nâng tốc độ. Như vậy, cả nước hiện có 10 chuyến cao tốc thiết kế 80 km h được nâng tốc độ lên 90 km h Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép 4 dự án cao tốc được thí điểm, nâng tốc độ từ 80 km h lên 90 km h gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Trung Lương, Mỹ Thuận, Mỹ Thuận, Cần Thơ và Cầu Mỹ Thuận 2. Từ ngày 6 tháng 2, tức là ngày 27 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện tại Hà Nội tăng cao vào buổi chiều, đặc biệt là tại các tuyến đường cửa ngõ hướng ra các tỉnh thành phía Nam và Tây Nam thủ đô, ùn tắc kéo dài do lượng lớn người dân bắt đầu vào cao điểm rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Ghi nhận từ chiều ngày mùng 6 tháng 2 tại các khu vực đường Vành Đai Ba trên cao, đường Nguyễn Xiển, hướng đi Pháp Vân Cầu Rẽ và Quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại ngã tư hầm chui Thanh Xuân, hàng dài ô tô nối đuôi nhau khoảng hơn 1 km. Xe cộ lưu thông trên các tuyến đường chủ yếu là phương tiện cá nhân, khá ít xe khách. Nhiều ô tô, xe máy trăng trở lỉnh kỉnh đồ đạc trên nóc và yên xe rời thủ đô. Có thời điểm các phương tiện phải chờ 3 đến 4 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư, trong khi đó hướng đi vào nội đô di chuyển khá thông thoáng cũng trong khi đó thì bến xe giáp bát vắng vẻ lác đác hành khách tìm xe tuyến để về quê chủ một nhà xe tuyến hà nội thanh hóa chia sẻ so với mọi năm lượng khách đi xe khách giảm một nửa nhưng vẫn phải xuất bến vì không thể trễ giờ dù gặp chút bất tiện trong lúc di chuyển nhưng nhiều người dân đi làm ăn xa vẫn mang trong mình tâm trạng hào hức được về quê đón năm mới cùng gia đình người thân sau một năm xa cách Hòa chung không khí hân hoan phấn khởi đón xuân về trên khắp mọi miền Tổ quốc, người dân tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cũng tất bật sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Dù là những ngày cuối năm bận rộn, nhóm bạn trẻ Biên Hòa xanh tại thành phố Biên Hòa vẫn thầm lặng miệt mài đi dọn dẹp, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị và lan tỏa thông điệp xanh. 6 giờ sáng cuối tuần, thời điểm giáp Tết tại thành phố Biên Hòa khi mọi người còn chưa ra khỏi nhà, hơn chục bạn trẻ mặc đồng phục biên hòa xanh cùng nhau thu gom, vớt bèo dưới canh mương, dọn cây dại, mảnh xanh xứ hay gạch vụn. Nhóm là những công nhân, nhân viên văn phòng, sinh viên đều tình nguyện dọn dẹp làm sạch môi trường. Sự tích cực của các bạn đã khiến nhiều người dân tại khu phố 1 phường Tân Vạn cũng tự giác gọi nhau cùng phát quang bụi rậm, quét rác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Vạn cho biết, địa phương rất hưởng ứng hoạt động của nhóm. Phường đã vận động nhân dân tại các khu phố cùng làm vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường sống của người dân. Nhóm Biên Hòa Xanh được thành lập vào tháng 6 năm 2023 đến nay, nhóm đã quy tụ được khoảng 100 thành viên, có 30 đợt thực hiện dọn rác kênh rạch, làm sạch môi trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa từ chỗ chỉ trang bị những dụng cụ cơ bản đến nay thấy được hoạt động ý nghĩa của nhóm nên các tổ chức chính trị xã hội địa phương hỗ trợ nhiều dụng cụ chuyên nghiệp mặc dù nhóm được đặt tên là biên hòa xanh nhưng không chỉ dừng lại hoạt động trên địa bàn thành phố biên hòa mà nhóm còn muốn đóng góp công sức nhiều hơn cho cả các địa phương khác cận tết hoạt động của nhóm biên hòa xanh càng thêm ý nghĩa khi góp một phần nhỏ vào trào xuân mừng thành phố biên hòa bước sang năm mới với kỳ vọng về một đô thị sạch đẹp người dân văn minh giữ gìn môi trường với phương châm ai cũng được đón Tết, nhiều năm nay người dân làng nghề cơ kim khí Vĩnh Lộc ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã quen với hình ảnh các thành viên hội đồng niên Đinh Tị 1977 tập trung gói bánh trưng trao tặng những người khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện hoạt động ý nghĩa này đã được nhân rộng ra toàn xã. Từ sáng sớm, làng trên xóm dưới nhộn nhịp như chảy hội. Người già thanh niên tập trung tới sân đình làng Bùng để cùng nhau gói bánh trưng. Góc này một nhóm rửa lá, có kia một nhóm chuẩn bị củi lửa, một góc mọi người quê quần ngồi gói bánh. Cả làng tưng bừng từ sáng tới khuya. Anh Dương Phú Tuyết, người đứng đầu hội đồng niên năm 1977 cũng tự hào cho biết, bắt đầu thực hiện từ năm 2019, đến nay hoạt động gói bánh trưng cho người nghèo do nhóm anh thực hiện đã lan tỏa khắp làng trên xóm dưới. Trong 6 năm, chương trình gói bánh trưng cho người nghèo của nhóm đã trở thành thương hiệu được bà con ghi nhận. Đại diện chính quyền địa phương cho hay, nhiều năm nay với tinh thần tất cả đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhóm đồng niên 1977 làng Vĩnh Lộc đã tổ chức nấu bánh trưng và trao quà Tết cho các hộ nghèo. Các trường hợp yếu thế khó khăn, hoạt động đoàn kết mang tính cộng đồng này đã lan tỏa rất tốt. Hiện nay, hơn 20 nhóm đồng niên các lứa tuổi cũng đứng ra kêu gọi các tiểu thương, nhà hào tâm cùng chung tay góp gạo, góp thịt, góp sức, làm những nồi bánh trưng Tết, cũng như những gói quà thấm đẫm tình làng nghĩa xóm để trao tặng để người người có Tết, nhà nhà có Tết, nhiều người đã thu xếp quỹ thời gian cận Tết bận rộn của mình để cùng nhau giữ lửa, trông nổi bánh trưng. Ngay sau khi có người ủng hộ, người tiếp nhận sẽ ghi vào sổ và cập nhật lên bảng tin dán công khai ở mỗi làng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy ấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.